Xin chào mọi người. Hiện tại thì mình đang có mặt trên một chiếc lều iCamper. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ không nói gì về chiếc lều này hết, mà sẽ giới thiệu cho mọi người một sản phẩm dã ngoại cực kỳ cần thiết luôn. Sản phẩm này thì đã về cùng cái lô hàng TGM đợt gần nhất mà Nova 4x4 đã giới thiệu mọi người. Sản phẩm gần nhất đó là cái chiếc xẻng dã ngoại. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái bộ đèn LED dã ngoại. Nói đến đi camping á, thì chúng ta sẽ nghĩ tới là cần những phụ kiện như thế là gì? Là lều, là mái che, là bàn ghế dã ngoại, thùng đồ, thùng đá này kia rất là nhiều. Nhưng mà một sản phẩm mà mình nghĩ là chắc chắn là không thể thiếu, đó chính là đèn dã ngoại. Đèn dã ngoại thì nếu mà không có đủ ánh sáng, ví dụ như thế chúng ta đi vào trong rừng này, đi vào những cái nơi thiếu ánh sáng mà chúng ta không có đèn thiết bị hỗ trợ ánh sáng, thì chắc chắn là cuộc vui của chúng ta sẽ không trọn vẹn. Thì bây giờ em sẽ đập hộp chiếc đèn đến từ thương hiệu TGM này để cho mọi người thấy là chiếc đèn này thú vị như thế nào nhá. Rồi ok, đầu tiên em sẽ mở chiếc hộp này ra xem là bên trong có gì. Đây chính là chiếc đèn, bộ đèn camping dã ngoại của TGM. Thì ngay phần đầu hộp thôi, đầu tiên thôi mở chiếc hộp ra là chúng ta đã thấy là hãng đã rất là đầu tư về cái phần ngoại hình, về cái sản phẩm này như thế nào. Rất là đẹp luôn, rất là gọn, cảm giác như thế có một chiếc đàn ở trong đây vậy mọi người. Rồi ok, sẽ đóng chiếc hộp này lại. Đây, giờ chúng ta sẽ bắt đầu chính thức đập và mở chiếc hộp ra xem bên trong có những gì nhé. Wow, rất là nhiều phụ kiện luôn. Đây, đầu tiên thì phải nói tới đó chính là bốn cái thanh đèn LED. Thanh đèn LED đây, như mọi người có thể thấy đó chính là hãng có thiết kế thêm những cái tấm tre này để có thể khuếch đại ánh sáng. Vì sao phải cần như vậy? Tại vì cái ánh sáng bình thường chúng ta để như thế này, khi mà sáng tỏa ra thì có thể là một số người sẽ cảm thấy bình thường, nhưng mà một số người sẽ cảm thấy là khó chịu khi mà nhìn vào ánh sáng này. Thì hãng người ta có thiết kế thêm đối với những khách hàng nào mà cảm thấy muốn ánh sáng nó dịu nhẹ hơn cho mắt của mình, thì chúng ta có thể gắn cái tấm chắn này lại như thế này. Rất là chu đáo luôn mọi người. Hãng rất là chu đáo luôn. Thì đi kèm sẽ là bốn cái thanh và chúng ta có thể nối kết nối cùng với nhau, hoặc là chúng ta có thể gắn cái vị trí mà chúng ta mong muốn. Hãng có cho thêm chúng ta hai cái thiết bị, đó là cái công tắc đèn, điều chỉnh cái chế độ đèn của mình. Thì hai công tắc này chúng ta có thể gắn riêng. Là sao? Là trong trường hợp nếu mà chúng ta muốn gắn bốn cái thanh đèn LED này xung quanh xe cũng có thể được, hoặc là khi chúng ta muốn gắn rời hai cái đèn ở dưới xe và hai chiếc đèn ở trên cái lều iCamper này, hoặc đơn giản là xung quanh chiếc xe của chúng ta, vị trí nào mà chúng ta cần gắn. Thì bên hãng người ta cũng sẽ cho thêm cái thiết bị để chúng ta thể cố định cái đèn này lại. Đây chính là cái dây này. Thì khi mà gắn thì chúng ta có thể đây, cố định vào đây và treo vào cái vị trí mà chúng ta mong muốn. Hãng thì có cho chúng ta là tổng cộng là 12 miếng dán luôn mọi người. Chỉ có 4 chiếc đèn thôi nhưng mà cho chúng ta tới tận 12 miếng dán cho dư. Đi theo thiết bị này á, thì sẽ có thêm đó chính là dây đèn. Dây này để hỗ trợ khi mà chúng ta muốn gắn đèn ở những vị trí xa hơn. Rất là dài luôn, rất là dài luôn mọi người. Có tới 3 bộ dây lận đó, như thế này. Tiếp theo là một cái thiết bị tẩu để chúng ta có thể cắm cái nguồn điện trực tiếp trên xe luôn. Và một cái thiết bị khác đó chính là cái kẹp bình này, để chúng ta khi mà chúng ta muốn lấy cái nguồn điện từ bình của bình xe thì có thể dùng cái này. Rất là hay luôn, rất là hay. Và để thấy được cái điều thú vị của bộ đèn này thì sau đây chúng ta sẽ cùng nhau cùng chờ đón ánh sáng của chiếc đèn này nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành là treo chiếc đèn này trên xe để cho mọi người có thể thấy. Chào mừng đã quay trở lại. Và bây giờ mọi người có thể thấy không? Đèn camping của TGM thật sự rất là ấn tượng đúng không mọi người? Đây, hiện tại thì mình đang để hai bên đèn là hai chế độ màu khác nhau. Với cái đèn màu vàng bên này thì mình nghĩ là sẽ thích hợp để chúng ta có thể gắn ở trên phần lều. Với đèn màu vàng thì cảm giác sẽ là ấm cúng và lãng mạn hơn rất là nhiều. Bên này thì là đèn màu trắng. Đèn màu trắng này thì chúng ta có thể gắn ở phần dưới xe để chúng ta có thể tiện quan sát mọi thứ rõ ràng hơn. Thì đây là hai cái như mình nói, đây là hai cái phần công tắc này mình có thể điều chỉnh riêng biệt được. Thì đây, đây chúng ta có thể tích vào đây như thế này, là đèn có thể chuyển sang màu vàng, như thế này thành màu tắt, và đây là màu trắng. Đó, rất hay di chuyển như thế này, rất là hay. Bên này thì cũng tương tự luôn. Đây, tin 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 tin. Chị I double L, let's get it. Ocean MOB, we get it. Đêm nay ai bành, sang xe
seen me, I don't want to top be my rất là thú vị, rất thú vị. Mình nghĩ cái đèn này thì rất là phù hợp để chúng ta đi camping. Sản phẩm này thì mình nghĩ chắc sắp tới cũng sẽ rất đắt hàng tại Nova 4x4. Thì có thể mọi người chưa biết thì đó là cái xẻng lần trước mình giới thiệu mọi người thì đã cháy hàng hoàn toàn rồi. Bởi vì thế cái sản phẩm này thì mọi người hãy nhanh tay liên hệ với Nova 4x4 để mua sớm nhé. Tại vì mình nghĩ là chắc là nó sẽ không còn kéo dài thời gian khi mà mình sau khi mình up cái clip ở đâu. Tại vì nó rất là hay ho mà mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Đừng quên ấn like, subscribe kênh của Nova 4x4 để đón xem những sản phẩm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.